rồi thì định lượng đó người ta có những các khi mà định lượng người ta có những cái chu kỳ lượng khác nhau, và nếu đồng độ càng cao thì chu kỳ lượng phát hiện càng lớn càng sớm, đúng rồi nặng. Cho nên với các đồng độ khác nhau chúng ta có các chu kỳ lượng khác nhau, chúng ta vẽ nên cái đường nó gọi là đường standard cộng, là đường cong chuẩn. Cái đường này cái phương trình của nó là bằng y bằng ax bên. Rồi một mẫu bất kỳ chạy cùng với cùng là lao thì cùng là b thì cùng là c chạy với cái đường chuẩn này ha, mỗi một tác nhân thì có những đường chuẩn khác nhau thì chúng ta đo được cái ct của nó. Nhưng mà cái đó đúng rồi, cái đó là định tính. Khi mà nó có nồng độ chuẩn nha, khi đã có nồng độ chuẩn thì đó là định lượng. Thế còn định tính mà tôi không biết nồng độ bao nhiêu nhất chỉ biết là nó trong mẫu này có kỹ thuật đó là kỹ thuật định tính, không có cái nữa là học anh em nói với bạn này. Nhưng mà cái phản ứng mà đã có hai ba đối với các phản ứng để vẽ ra đường cong chuẩn này, nếu số điểm số nồng độ chuẩn càng nhiều thì độ chính xác càng cao. Nhưng mà trong những cái dụng đo như cô ở tất cả các máy của A1 thì không thể nào nó chỉ đo hai cái nồng độ chuẩn tất cả các con, tuy nhiên thì trong cái điều tấn trong cái điều kiện đó thì coi như là độ chính xác là tốt, cho nên họ chỉ cần hai điều. Nhưng mà mình phải làm nghiên cứu và để đưa ra hai điểm đó, tại vì hai điểm bao giờ đối với nhau cũng một điểm thẳng, nhưng mà nếu ba điểm thì dùng như em thì hai điểm đây cũng
khi làm phản ứng vẫn là hai cái đoạn đầu của quyết định tính đặc biệt. Nhưng bây giờ thì người ta để dùng chất phản ứng qua, người ta dùng sử dụng cái đoạn giò, cái đoạn giò tắc men. Trong đoạn giò tắc men này có một trình tự này là bổ sung cái xác định. Như vậy ngoài hai đoạn đầu bây giờ có thể đoạn giò này. Nhưng mà đoạn giò này gắn với chất phản ứng qua như thế nào? Nó thay đầu bằng đoạn thể đầu 5,7 và 3,7. Đầu 5,7 gắn với một chất phản ứng qua. Tuy nhiên để giảm thiểu cái khả năng cái độ quá nhạy của cái chất phát hình quang thì người ta dùng ở đầu 5,7 là một chất hóa chất hoặc hóa học, chất hóa học người ta gọi nó là quencher. Quencher là giống như là ôm vào tất cả bao nhiêu học mà làm thu vào thôi ạ. Thế thì như vậy trong điều kiện chưa phản ứng thì bao nhiêu tín hiệu của R này phát ra lập tức được trong khi này không hết để coi như khi chưa phản ứng tổng tín hiệu bằng không. Nhưng mà thực tế là nó không bằng không, nhưng mà người ta coi trên cái chất bằng không nha. Thì cái điều kiện của cái tắc men này chỉ duy nhất một điều là giá thành nó cao hơn, còn nó có thể nó thứ nhất là nó đặc hiệu trong tác nhân mình có phát hiện, thứ hai là nó có thể là trong cùng một phản ứng PISA có thể phát hiện nhiều tác nhân khác nhau. Nhưng mà hiện nay thì đa phần nó chỉ phát hiện trong hai trường hợp thôi. Một là cái Chlamydia Gonorrhea lọc Chlamydia kèm cùng với nhau phát hiện trong cái nước tiểu là xem là một cái bệnh mà lây truyền cho người tiêu dùng đó. Hoặc là ở các ngân hàng truyền máu chẳng phát hiện một lúc ba tác nhân trong cùng các chuyên đề các tê viên là bùng đi bệnh đi xa, tức là bùng đi là nhiều nhiều tác nhân. Thế thì tắc men, đây là tắc men ta thấy nhé. Cái đoạn giò tắc men á, nó như này. Đây, đây là giai đoạn mấy của phản ứng PCR. Một chu kỳ có mấy bước? Bước ba bước. Bước đầu là gì? Biến tính nghĩa là gì? Tắc men. Bước thứ hai bắt cặp, tức là mồi bắt cặp và xác định, đúng không? Bước ba kéo dài, kéo dài. Sau khi bắt cặp rồi nó kéo dài, đây là như vậy. Mồi bắt cặp rồi chưa? Rồi ấy qua bước bắt cặp, enzyme bắt vào rồi, đó là bước thứ ba. Bây giờ đang kéo dài như thế này, đây là bước ba trong một chu kỳ, đây là bước ba. Thì cái enzyme polymerase, DNA polymerase này đang đi kéo bằng cách là nó cứ gắn các nút tự do để kéo dài cái sợi dây tổng hợp này, sợi mồi này này. Trên đường đi của nó gặp một đoạn giò nằm ở đây. Đây chính là đoạn giò của mình, đoạn giò tắc men đấy. Đoạn giò nằm đây. Thế thì đoạn giò nằm đây thì nó sẽ xử lý như nào? Nó xử lý như nào? À, cái enzyme này nó có một cái hoạt tính người ta gọi là 5,3 hexonuclease. Nuclease nghĩa là gì? Acid nucleic. Base nghĩa là gì? Enzyme. Hexo là gì? Ngoài. Exonuclease là một cái enzyme cắt acid nucleic ở từ ngoài hai đầu chứ không phải cắt ở giữa, mà cắt từ hai đầu, có thể đầu 5,7 có thể đầu 3,7. Nhưng mà đây có chữ 5,3,7 nghĩa là enzyme này cắt từ đầu 5,3,7. Thế thì khi enzyme tới thì gặp một cái thằng, một cái đoạn nằm ở phía trước mình mà R là đầu 5,7, Q là đầu 3,7 thì nó thấy à cái đoạn này nó có thể phá hủy được, vì vậy cho nên nó cắt từng nu rời của cái thằng đoạn giò này. Và khi nó cắt như vậy thì nó phóng thích toàn bộ các cái nu của cái đoạn giò ra trong môi trường, và lúc này cái thằng R nó bị phát hiện ảnh hưởng bởi thằng Q không? Không, cắt rồi. Một khi tôi gắn liền thì tôi bị chịu tác động của thằng Q, tôi không làm gì được, tín hiệu của tôi phát ra không được tỏa sáng.
nhiên mà khi tôi được giải phóng khỏi cái thằng Quy rồi thì bao nhiêu tín hiệu tôi phát lên sẽ được máy ghi nhận lại. Nào, và bao nhiêu sản phẩm mà đã được khuếch đạt như vậy thì lập tức đề thì có sẽ có tương ứng bấy nhiêu những các cái đoạn, các cái nu mà gắn theo đời được phóng ra. Và lúc này tín hiệu càng ngày càng tăng tùy theo cái lượng sản phẩm khi ra được này. Đúng không? Trong mẫu chu kỳ. Đó, chỉ có chỉ thế thôi. Như vậy thì tóm lại là công cụ phát hiện tốt nhất, đơn giản, nhanh chóng, dễ phát hiện. Đơn giản nghĩa là sao? Chúng ta chỉ bộc lộ ra rồi, chúng ta cho vào máy tự động hết. Thế thôi. Và nhanh chóng, dễ phân tích và phân tích lên trên màn hình. Cho nên rằng rất đơn giản. Cái thứ hai là tránh bị ngoại nhiễm. Chúng ta đâu có cần phải lôi như ra chạy cái gì nữa đâu, đọc trên máy thôi. Cái nồng độ của chúng ta có thể đến nô lít của 7, nô lít của 8, tức là 10 lít từ 7, 10 lít từ 8 chúng ta đã phát hiện được. Nha, vẫn phát hiện được chứ. Độ nhạy cao hơn là vì sao? Chúng ta dùng cái chất phó sao? Đúng không? Cho nên tín hiệu của nó rất là nhạy. Và nó lại theo dõi cho chúng ta định lượng cho nên cho con số.
hết luôn rồi nghỉ. Tiếp rồi nghỉ sớm đi. Không nghỉ phải làm gì? Tùy mọi người. Có nghỉ mà, mình không làm.